Muron của Innova nha, Tiger và Canon 737. Thì anh em Muron á, thì anh em chú ý là cái ti của mình nó xài ti zin hay là ti là 4 ly hay là ti 5 ly. Nếu mà hai đầu bằng nhau á, ti xả này hai đầu bằng nhau đó là ti 4 ly nha. Còn đầu này bự, đầu này nhỏ, đầu này bự, đầu này nhỏ. Ha, đầu này nhỏ là ti 5 ly. Thì anh em Muron này nói với mình thì mình mà bán đúng chắc nha. Đây Muron Innova Tiger nè nha. Muron đầy đủ hết luôn. Có nguyên bì lò xo luôn nha. Đó, còn bộ gon thì có Canon, Canon rồi nó là ti 4 ly thôi. Nó bộ gon nó qua nó có cái viên bi, còn mà thằng Canon mình nó có nút áo, viên bi nè ha, còn Canon có nút áo. Áo bằng đồng nè nha. Nó là xo nó là xo con. Còn viên bi này nó là xo trụ. Đó anh em lưu ý vấn đề đó. Thì mua thì mình coi coi mình là xài ti 4 ly hay 5 ly. Để mình gửi đúng cho. Để anh em xài ti 5 ly giờ lấy qua 4 ly thì xài không được. Đó. Còn theo zin nó chuẩn zin nó là ti 4 ly thôi nha. Đó, của Canon này, Canon 737 nha. Còn 747 nó khác nha. 737 thì xài ti 4 ly, còn 747 là ti 5 ly. Đây của 737 thôi. Thì anh em mua rồi cứ xem cho mình trên cái quy lát cái chữ gì. Rồi anh em cầm lên số thôi cho mình nha.